Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Laptop Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 là một chiếc laptop doanh nhân cao cấp vừa được Lenovo giới thiệu đến người dùng. Và đây là một dòng máy tính sách tay mới của dòng T15 với hàng loạt ưu điểm nhằm hướng đến người dùng là doanh nhân và dân văn phòng. Cùng thiết kế ấn tượng này, hiệu năng ổn định, mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Giờ thì cùng mình khám phá chiếc laptop thú vị này nhé. Hiện đại, tối giản và thanh lịch là những cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc laptop này. ThinkPad T15 Gen 2 không chỉ sở hữu thiết kế cao cấp với các đường nét bo tròn góc cạnh cùng tông màu đen huyền bí, mạnh mẽ mà còn cực kỳ chắc chắn và cứng cáp. Vỏ máy được làm từ chất liệu hợp kim magie, đạt độ bền chuẩn quân đội, trọng lượng máy nhẹ chỉ 1,82 kg, độ dày là 19.1 mm, giúp các bạn dễ dàng mang theo di chuyển tới bất cứ đâu. Bản lề thì cực kỳ chắc chắn và có thể mở 180 độ. Logo ThinkPad thì được in nổi bật cả ở phần vỏ máy lẫn phần kê tay, giúp người dùng dễ dàng nhận diện được thương hiệu. Những phần cứng mạnh mẽ hàng đầu hiện nay đều được tích hợp trên Lenovo ThinkPad T15 Gen 2. Các bạn sẽ có bộ vi xử lý với Intel Core i7-1165G7, sở hữu 4x8 luồng, kết hợp với đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics, giúp xử lý nhanh chóng mọi tác vụ. Ngoài ra, máy sẽ được trang bị 16GB DDR4 cho khả năng đa nhiệm tốt. Và cuối cùng là ổ cứng 512GB SSD, giúp tốc độ khởi động, mở ứng dụng nhanh chóng. Có thể nói thì đây là một cấu hình mạnh trong phân khúc laptop Ultrabook. Và hệ thống tản nhiệt là một trong những tính năng được đánh giá cao trên Lenovo ThinkPad T15 Gen 2. Mặt đáy của máy chứa các tấm thông gió khá lớn. Không khí nóng được thoát ra khỏi máy từ phía bên phải, giúp máy luôn mát mẻ sau một thời gian hoạt động dài. Một điều mà mình rất thích trên chiếc laptop này chính là ThinkPad T15 thì được sở hữu màn hình với kích thước khá lớn, 15.6 inch, độ phân giải Full HD 1920x1080 với độ sáng 300 nits, mang đến hiển thị sắc nét. Bên cạnh đó thì tấm nền IPS được trang bị ở đây không chỉ giúp màn hình chống lóa mà còn bảo vệ mắt người dùng, đặc biệt với những người làm việc trong thời gian dài. Cạnh trên của laptop thì được trang bị webcam 720p, thuận tiện cho các bạn học tập và làm việc trực tuyến. Không những vậy, camera còn được trang bị nút gạt giúp nâng tính bảo mật cho người dùng. Thêm vào đó là dung lượng pin của máy là 3 cell 57W cho thời gian sử dụng đến 5 tiếng liên tục, đủ để các bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu. Và một trong những điều làm nên sự nổi tiếng của ThinkPad đó chính là bàn phím. Và vẫn có nút trackball quen thuộc màu đỏ ở giữa. Trackpad thì hai phím trái phải được đưa lên phía trên. Đây là những đặc điểm rất rõ mà ai cũng có thể nhận ra ở ThinkPad. T15 Gen 2 thì được trang bị bàn phím với kích thước phím lớn, layout phím hợp lý. Các phím có hành trình phím sâu, độ nảy tốt, giúp thao tác nhấn phím chắc chắn và chính xác, đem lại cảm giác gõ cực kỳ thoải mái. Và bên cạnh là phần trackpad. Trackpad thì được hoàn thiện phẳng mịn, kích thước vừa đủ, cảm ứng đa điểm giúp thao tác vuốt chạm mượt mà. Và nút nguồn của T15 thì sẽ được đặt ở bên trên góc phải. Bên cạnh đó thì ThinkPad T15 Gen 2 còn được tích hợp thêm cảm biến vân tay, hỗ trợ cho việc khởi động máy và đăng nhập trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Và ở đây thì ThinkPad T15 được trang bị hệ thống cổng kết nối khá đầy đủ, bao gồm 2 cổng USB Type-C Thunderbolt 4, 2 cổng USB Type-A, 1 cổng HDMI, 1 khe cắm thẻ microSD, 1 jack mạng RJ45, 1 jack cắm tai nghe âm thanh, thuận tiện cho việc kết nối và truy xuất dữ liệu hình ảnh với các thiết bị ngoại vi. Và bên cạnh hình ảnh ấn tượng, chất lượng âm thanh cũng là một yếu tố được người dùng quan tâm. Hệ thống loa Dolby Audio được trang bị trên ThinkPad T15 sẽ giúp người dùng có những trải nghiệm âm thanh sống động khi chúng ta làm việc và giải trí. Và tổng kết lại thì Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 hội tụ đầy đủ yếu tố của một chiếc laptop cao cấp với thiết kế đơn giản thanh lịch cùng hiệu năng mạnh mẽ và vô cùng bền bỉ chắc chắn. Và cuối cùng thì link sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.